Quý vị thân mến, hiện tại thì em Ngọc, em Dương đang có mặt tại cái chương trình của nhà em Pó. Thì hôm qua thì gia đình nhà em Pó, anh em đội thợ cũng đã là đổ giàng xong. Hôm nay thì cái giàng cũng đã khô, lên tường cũng đã đảm bảo. Thì anh em hôm nay cũng đã đang tiếp tục là lên cái phần gạch lên tường. Ngọc cũng sẽ điểm qua một chút, và tin nữa anh Ngọc sẽ là công khai cái danh sách của các cô bác mạnh thường quân, các nhà hảo tâm đã gửi cái phần hỗ trợ đến gia đình của nhà em Pó. Gia đình của nhà em Pó thì là lẽ ra là làm cũng có là trước Tết, nhưng mà tại vì là nó cũng giáp Tết quá, là một hai nữa là gần Tết nó cũng có mưa gió là nhiều, và một phần hơn nữa là cái thời gian đấy thì Ngọc cũng có là đang trong quá trình hỗ trợ là điều trị bị Covid, quý vị cũng đã biết rồi. Với cả nhà Pó là do vướng mắc cái chỗ tìm đất, mua đất đấy. Đúng rồi, chính xác. Còn là cái một thời gian là mình cũng có là tìm hiểu chỗ và để mình mua đất. Mình rất là may mắn, cũng có là anh trai của nhà em Pó cũng có dành cho cái mảnh đất này để mình làm nhà cho nó thuận tiện và gần anh em. Anh trai của em hiện nay không có nhà đúng không? Không ạ. Đi có việc gì à? Nó bảo là sáng nay nó đi trồng cây cỏ voi, nhưng không biết voi đi đâu. Em đi đón vợ từ Quần Liền xuống thì không biết nữa. Hôm nay vợ đi nhà ngoại à? Không, nó đi giúp anh chị ở Quần Liền nó trả công là việc là nhà ấy. Cái bột với cả vật liệu mọi thứ lên đây là lên đầy đủ hết rồi đúng không? Dạ đúng rồi, lên đủ hết rồi. Này là toàn bộ ký số gạch này và bột mới sỏi hôm nọ mấy em cũng để đổ răng rồi, bây giờ còn nguyên bột. Tất cả các vật liệu của cái chương trình nhà em Pó này thì đợt vừa rồi anh Ngọc cũng có bận một số công việc, cũng không trực tiếp vào đây để nhận vật liệu được. Thì cái tất cả vật liệu này và liên quan đến cái chương trình của nhà em Pó thì anh Ngọc cũng đã bàn giao cho em Dương. Tại vì bây giờ thì anh em cũng có là đông đủ người làm rồi, thì cũng có là phân chia ra anh em mỗi người làm một chút công việc để cho nó gánh việc cho nhau, để cho nó cái công việc nó trôi chảy hơn. Thì có cả em Pó, em Dương và tất cả có các em cameraman nữa, thì anh em cũng là chia khu vực đi. Ví dụ ở đây hôm nay có thể là em Dương và em cameraman cũng có thể vào khu vực này, thì hôm nay em Cấy và cả một em cameraman nữa thì cũng đi khu vực xã khác. Thì anh em chia việc nhau ra, mỗi anh em một khu để cho nó cái công việc nó trôi chảy hơn và đi đỡ phải cái quãng đường đi lại nó quá xa. Và tí nữa em Ngọc sẽ là công khai cái danh sách của các cô bác mạnh thường quân, các nhà hảo tâm, và các tiện thể là công khai cái tài chính luôn. Từ cái chương trình nhà em Pó trở đi thì anh Ngọc cái cách công khai tài chính nó sẽ là rõ ràng, và có nghĩa là mình sẽ công khai luôn từ đầu là tất cả các khoản mà chi phí. Các em Ngọc sẽ là tổng vào là cái danh sách của các cô bác mạnh thường quân, các nhà hảo tâm đến, em Ngọc sẽ tổng vào được bao nhiêu sẽ là cái số, lấy cái số tổng đó trừ đi những cái vật liệu mình mua vào hàng ngày này. Ví dụ là như em Ngọc đã ví dụ bàn giao như cho em Dương hôm nay là mua bằng này gạch là hết bao nhiêu tiền ấy, thì là cái số tiền đó em Ngọc sẽ là lấy cái tổng nhận được của các cô bác, trừ đi cái số gạch hôm nay mua bao nhiêu này, và trừ đi cái số xi mua bao nhiêu, và trừ đi các, nói chung là cái, tất cả các nguyên vật liệu đi bao nhiêu, thì cứ tổng trừ đi dần là mình sẽ biết được, là nắm bắt được là cái số tiền nó còn dư bao nhiêu, để mình nắm bắt như thế sẽ là tiện hơn để mình làm cái chương trình. Mình sẽ là cái số tiền còn lại mình sẽ để làm những cái công việc gì để cho nó cụ thể và rõ ràng hơn. Thank you.
Vĩnh hôm nay là đi đâu vậy ạ, bó? Em không biết là nó đi đâu nữa. À, khóa cửa tận nhà, giờ cả hơi chồng đi á. Vâng, chắc. Đi từ sáng kìa. Vâng, đúng ạ. Có nhà. Thế anh xem sang con vật nuôi mà. Anh đi không đi, anh tỏ bò của dê đây ạ. À, đi lấy cỏ bò gì ấy. Không biết là đi đâu ạ. À, đi lấy cỏ bò nhỉ? Em cũng không biết nữa. Không biết à? Vâng, bởi vì là sáng nay vừa mới đi đón với vợ em. Em không biết nữa. Ừ. À, em Dính làm được cái cửa rồi nhỉ? Làm cái cửa rồi đúng không? Vâng. Bò này. Hai con dê này. Đâu nhỉ? Giống này. Hôm nọ có con bê, con gì con mới đẻ ra là chết ra vét à? Vâng, không biết là chết tại vì sao. Chắc chết vét rồi, đúng thời điểm đấy là đang vét đậm vét hại mà. Vâng. Ô, đẻ một con thôi à? Vâng, một đẻ con. Đẻ một con rồi nhưng mà... Con đấy tiếc nhỉ thế. Con bên này chưa quay xong đâu đúng không? Dạ, đúng ạ. Cái này mọi thứ là xong hết mà còn bên cái đằng cửa thôi đúng không? Vâng. Cái này thì nếu mà cho bò vào thì được, còn dê thì lại lỗ to quá. To nhưng mà cái này mình có thể, nếu mà cho dê vào mình có thể là sửa sang lại tí được. Vâng, vẫn phải sửa. Vẫn được, đúng không? Chắc là đây cái này em Dính cái về thì... Ừ, chắc đang thiết kế này này. Chuẩn bị sửa thêm. Đây có thể thấy là lát hết cái tấm ván ở bên dưới rồi. Ván này chắc là cũng đi xin của anh trai rồi. Đúng. Vậy là em Dính không có nhà, không vào được nhà, cũng như là anh trai của em Pó cũng không có nhà, cũng không vào nhà. Không vào nhà được thì chắc thôi anh em mình đứng ở đây đi nhỉ. À, ở đây ở vị trí này thì anh trai không ở nhà. Cho anh mượn cái ghế nhé. Hôm nay em Ngọc với em Dương vào đây là thứ nhất là để thăm cái chương trình của nhà em Pó, xem là cái tiến độ anh em đồ thợ làm đến đâu rồi, và lên thăm nhà em Dính. Nhưng mà do em Dính không có nhà và anh trai của em Pó không có nhà, hai nhà đều đóng cửa hết, cho nên là mình đứng ở ngoài này. Và tiện thể hôm nay thì em Ngọc cũng vào đây là anh Ngọc sẽ là công khai qua cái danh sách của các cô bác mạnh thường quân, các nhà hảo tâm trong thời gian qua đã luôn luôn quan tâm theo dõi và đặc biệt là đã có những cái khoản hỗ trợ đến gia đình của nhà em Pó. Thì hôm nay em Ngọc sẽ là với em Dương điểm qua và công khai cái danh sách của các cô bác mạnh thường quân, xem tổng là nhận được là bao nhiêu tiền và có bao nhiêu cô bác gửi đến cái chương trình của nhà em Pó. Và tí nữa là sẽ em Ngọc sẽ là công khai cái tài chính tất cả các vật liệu, là các nguyên vật liệu cũng đến mua đến sử dụng vào cái công việc nhà em Pó ấy. Từ giờ trở đi, chắc là từ cái chương trình này trở đi, liên quan đến cái công trình gì cũng vậy, hoặc là làm nhà cửa, thì chắc có lẽ là em Ngọc sẽ là công khai luôn cả tài chính, gọi là mua đến đâu công khai tài chính đến đó. Sẽ là tổng kiểu dạng như thế này, kể cả ví dụ anh có đây hay không có đây thì ví dụ như anh có cái việc bận không đi được hay không lên được, hay là anh đâu có những việc ở quê không lên được ấy, thì em ở đây thì mình sẽ là ví dụ các tiền của các cô bác gửi đến ấy, mình sẽ tổng lại là xem là có bao nhiêu người để gửi đến này, và số tiền mình tổng nhận được cái chương trình của cái hoàn cảnh đó là bao nhiêu. Xong mình bắt đầu là lấy cái số đấy trừ đi những cái khoản mà mình mua hôm nào ấy, mua hết bao nhiêu mình lấy tổng trừ đi luôn. Có nghĩa là như này, là cái tổng ví dụ em Ngọc sẽ nhận được của nhà em Pó là bao nhiêu, là cái chương trình của nhà em Pó mua những cái vật liệu của ngày hôm nào, mua hết bao nhiêu, là mình sẽ là lấy cái tổng nhận của các cô bác mạnh thường quân nhận được cái quỹ đó, trừ đi cái số tiền mua vật liệu hôm đó luôn, là mình cứ lấy tổng trừ đi luôn, là cứ làm đến đâu công khai tài chính đến đó. Để làm gì ạ? Để thứ nhất là có những cái độ minh bạch nó cao hơn, và mình sẽ là được các cô bác là theo dõi được cái khoản tiền cũng như là cái nguồn quỹ đó là hàng ngày, là cái nguồn quỹ đó còn dư bao nhiêu này, và cái hôm đó ví dụ đi mà là bảo là ý như là hôm nay mua những cái gì rồi và hết bao nhiêu tiền, là mình sẽ lấy cái tổng đó trừ đi cái số hôm nay mua đấy, ví dụ thế đúng không ạ, là còn dư bao nhiêu, để các cô bác cũng như là quan trọng là anh em nắm được là cái số tiền đó nó còn dư bao nhiêu, để mình còn biết là triển khai cái chương trình đó như thế nào, cân đối lại cái tài chính. Do là cái vật liệu vừa rồi là em Ngọc cũng có việc bận ấy, cũng không trực tiếp nhận vật liệu, cái đó thì em Ngọc cũng đã bàn giao cho em Dương nhận từ bột đá này, gạch này, xi măng này, sắt này, nói chung là liên quan tất cả những vật liệu của nhà em Pó là em Dương cũng đã nhận hết rồi, và em cũng đã ghi chép cũng như là vào trong cái máy tính hết rồi. Bây giờ anh em sẽ là thông qua cái việc là công khai tài chính, xong mình mới là tổng trừ đi luôn. Ngồi. Để đến đâu là mình
mình nhận đến đâu, có nghĩa là làm đến đâu là mình công khai tài chính cho đó. Sau này là vừa hết nhà là vừa công khai tài chính xong, để mình tránh trường hợp là mất cái thời gian thêm một cái video nữa. Thường thường các công trình trước mình vẫn làm theo cách của trước ấy, thì là làm xong tổng công trình mình mới gộp vào, mình tổng riêng một cái video là công khai tài chính riêng. Nhưng cái này mình là đằng nào cũng làm thì làm từ cái này luôn, xong là tới này mình sẽ là mua những cái gì nhiều như nào thì mình sẽ là làm đến đâu là mình công khai đến đó, có mua đến đâu công khai đến đó. Bây giờ em Ngọc sẽ đọc cái danh sách của các cô bác mạnh thường quân, các nhà hảo tâm gửi đến gia đình của nhà em Pó để hỗ trợ làm nhà. Một là cô Hợp ở bên Mỹ là 2.270.000 đồng. Hai là chị Đào Thu ở USA là 6.000.000 đồng. Cô Ngụy Thục Anh ở Mỹ là 4.560.000 đồng. Cô Loan Trần ở bên Texas Mỹ ngày trước cũng có gửi tiền về để mua xe máy cho nhà em Pó. Mua xong cái quỹ còn thừa là 9.480.000 đồng. Cái số tiền này cho vào quỹ làm nhà. Gia đình họ Tô là ngày trước cũng có gửi cái số tiền là đến cả cái số tiền cho cả anh em trong team. Nhưng mà cái số tiền đó là cho cả anh em trong team rồi, thì cái số tiền đó thì cũng có một video chi tiết rồi, chắc cả có các cô bác trong gia đình họ Tô cũng biết. Và còn dư còn lại cái số tiền là 15.680.000 đồng là cho vào quỹ làm nhà của nhà em Pó. Anh Lâm Đoàn là 1.000.000 đồng. Cô Đinh Thị Chiến ở Ba Đình Hà Nội là 500.000 đồng. Cô Luyện ở Quảng Yên Quảng Ninh là 500.000 đồng. Anh Nguyễn Xuân Thắng là 500.000 đồng. Còn cô Đinh Thái Minh Phương, cái số tiền này cô cũng có đã gửi cho em Ngọc rồi, nhưng cái số tiền này là do hôm đấy em Ngọc là cũng có là ghi vào, nhưng mà về là em không may là em Ngọc cũng đã là mất đi cái phần số tiền là cô gửi đến bao nhiêu là chưa rõ. Cái số tiền này em Ngọc cũng rất là mong cô Đinh Thái Minh Phương xem được cái video này là cũng có thể liên hệ lại với em Ngọc để em Ngọc lại lấy lại cái số số tiền mà cô gửi đến là bao nhiêu ấy. Có nghĩa là cái số tiền là em Ngọc nhận được rồi, nhưng mà em Ngọc lại hôm đấy là quên, lại không ghi cái số tiền nhận được bao nhiêu ấy. Thì em Ngọc cũng rất là mong cô liên hệ lại em Ngọc để em Ngọc là ghi cái số tiền vào để em Ngọc cộng tiếp vào cái quỹ. Cô Thịnh ở Thanh Hóa là 300.000 đồng. Cô Yến ở Tây Ninh là 500.000 đồng. Cô Trinh là 500.000 đồng. Gia đình họ Đoàn là 2.500.000. Cô Nguyễn Thị Thu Hương quận 9 thành phố Hồ Chí Minh 2.000.000 đồng. Cô Hồng Quốc Oai Hà Nội là 1.000.000 đồng. Cô Huệ Hà Nội là 300.000 đồng. Cô Chính Hà Nội là 500.000 đồng. Chị Lê Kim Phượng Đài Loan là 2.000.000 đồng. Cô Đức Chính Đông Triều Quảng Ninh 500.000 đồng. Bà Hạt ở Hải Phòng là 1.500.000 đồng. Cô Thái Đào Bắc Giang là 1.000.000 đồng. Cô Vũ Thị Ban ở Mỹ Đình Hà Nội là 1.000.000 đồng. Nguyễn Thị Kim Thanh là 300.000 đồng. Cô Phượng Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh là 3.000.000 đồng. Cô giấu tên ở An Giang là 1.000.000 đồng. Phạm Thị Kim Lan, Hạ Long, Quảng Ninh là 1.000.000 đồng. Anh Lâm Vĩnh Long là 2.000.000 đồng. Anh Hà Đình Hùng, Tuyên Quang là 400.000 đồng. Anh Tĩnh quận 7, thành phố Hồ Chí Minh là 1.000.000 đồng. Hoàng Thị Thanh Hương là 300.000 đồng. Bà Cúc là 2.000.000 đồng. Cô Năm Củ Chi là 500.000 đồng. Bà Hoa Phương ở Thái Bình là 300.000 đồng. Đinh Thị Dung, Hà Nam là 2.000.000 đồng. Chú Linh Cơ bên Mỹ là 2.000.000 đồng. Sư Huyền Diệu là 1.000.000 đồng. Phạm Thị Hoài Thu là 500.000 đồng. Cô Hồng Thu Nha Trang là 500.000 đồng. Cô giấu tên ở Eco Park là 1.000.000 đồng. Anh Trường ở Yên Mỹ Hưng Yên là 500.000 đồng. Cô Vinh 500.000 đồng. Cô Hiền ở bên Mỹ là 11.331.000 đồng. Bà giấu tên ở Ninh Bình là 500.000 đồng. Cô Dung ở bên Mỹ là 11.358.000 đồng. Vũ Thị Trinh là 1.000.000 đồng. Nguyễn Thị Sáng, Đại Từ Thái Nguyên 1.000.000 đồng. Linh Na Nguyễn là 500.000 đồng. Ông bà Đài Hợp Hải Phòng là 500.000 đồng. Cô Hiền ở Hà Nội là 5.000.000 đồng. Cô Minh ở Hồ Tây là 1.000.000 đồng. Cô Út ở bên Mỹ là 4.000.000 đồng. Cô Minh Vũ Tây Hồ là 2.000.000 đồng. Cô Đôn Ne ở Minh Mỹ là 2.270.000 đồng. Nhóm của bác Lê Thị Ngà ở Hà Nội là 1.000.000 đồng. Cô Dung ở Hải Phòng là 400.000 đồng. Có số điện thoại đuôi cuối là 7400 là 1.000.000 đồng. Nguyễn Doanh là 500.000 đồng. Số điện thoại có đuôi là 401 là 1.000.000 đồng. Cô Thu ở Vũng Tàu 500.000 đồng. Lâm Thị Anh Ecoland là 3.000.000 đồng.
cô Trơn ở Tuệ, cô Trơn Tuệ Phú là 2 triệu đồng, cô Lâm Thị Huệ là 1 triệu đồng, chú Tâu Tên ở Bình Dương là 500 ngàn đồng, cô Nguyệt là 300 ngàn đồng, anh chị Nhân Hoa ở Mỹ là 2 triệu đồng, cô Bình Hà Nội là 5 triệu đồng, Trần Thị Quy ở Phần Lan là 2 triệu đồng, cô Chi Phan ở bên Mỹ là 2.270.000 đồng, Phạm Thị Son ở Bắc Ninh là 300.000 đồng, anh Thoại ở bên Mỹ là 2.270.000 đồng, cô Mỹ Ảnh ở Canada là 7.300.000 đồng, cô Hoa ở Canada là 10 triệu đồng. Cô Hoa ở Canada ngày trước là tổng là 18 triệu đúng không, gửi đến trích 10 triệu làm nhà này, 6.200.000 mua đồ dùng sau khi làm nhà, tổng có nghĩa là tổng nhận được là 18 triệu đồng, còn cái số tiền là 10 triệu là cho vào cái quỹ làm nhà, 6.200.000 mua đồ dùng này, còn 1.800.000 đồng là cho cả team bản sắc dân tộc này đúng không, tổng là mình nhận được là 18 triệu là cô Hoa ở Canada đúng không, cô Thủy Trần là 200 đô là 4.560.000 đồng, cô Quế Trung Lan là 200 đô bên nước ngoài là 3.710.000 đồng, cô Hai ở bên Mỹ là 5.090.000 đồng, cô Liên Chú Cò ở Quảng Ngãi là 10 triệu đồng, tổng nhận được cái số tiền là 180.067.000 đồng. Đấy, cái số tiền tổng được của các cô bác là vẫn còn nữa, còn là cô Nguyễn Thị Hoài ở quận 10 2 triệu đồng, là cái số tiền này là cho em cái này. Chú Nguyễn Đức Thành ở Texas, Mỹ 4.526 là mua vật nuôi sau này. Còn cái số tiền tổng nhận được của gia đình nhà em Pó là 180.067.000 đồng. Cái số tiền này ấy, là em Ngọc đã nhận được cái số tiền này là còn chưa trừ các khoản chi phí. Sau này em Ngọc, bây giờ em Ngọc sẽ là nhường cho em Dương là công khai cái khoản chi phí. Vừa rồi là em Dương ở lại là cũng đã làm chi tiêu vào những cái khoản gì. Em Ngọc cũng xin nhắc lại tất cả các cô bác, trong tất cả các cô bác đã là gửi tiền đến để hỗ trợ hoàn cảnh của gia đình nhà em Pó ấy, chưa có danh sách ở trong này, thì em Ngọc cũng xin là vui lòng các cô bác hãy liên hệ lại em Ngọc để em Ngọc xác nhận lại cái lịch sử giao dịch của ngân hàng ạ. Em Ngọc xin nhắc lại là nếu cô bác nào đã từng gửi đến giúp hoàn cảnh gia đình nhà em Pó mà chưa có danh sách ở trong chỗ mà em Ngọc vừa nêu trên, thì vui lòng liên hệ lại em Ngọc để em Ngọc lại xác nhận lại cái lịch sử giao dịch của ngân hàng. Bây giờ em Ngọc sẽ nhường lại cái phần là khoản chi tiêu và mua những cái phần gì nhiều thì nhường cho em Dương, tại vì cái phần này em Dương hiểu hơn em Ngọc, do lại Ngọc đã bàn giao cho em Dương là mua những cái gì mà chi tiêu như thế nào ạ. Để anh mời em. Nhá, cái Pó nhá, cái số tiền là tổng nhận đến nhà em là 180 triệu. Dạ, đấy, 067.000 đồng, cái số tiền này là rất là nhiều luôn. Không phải rất là nhiều mà là quá là nhiều luôn so với là mong muốn ban đầu. Vâng, bây giờ em Dương cũng xin phép được công bố cái những cái khoản chi tiêu của nhà em Pó. Và em Dương cũng cái này là anh Pó, anh lúc anh Ngọc đọc thì anh Ngọc vẫn ngần cái này, thì em Dương cũng chưa ghi chú ra cái phần là của cô Quế Trung Lan có gửi 200 đô ấy, thì là cái phần tiền này thì là trước cô cũng có nhắn là để mua cái thịt lợn với bánh trưng Tết cho em Pó, thì là cũng dùng đi một phần rồi. Nên là vẫn còn lại để là 3.710.000 đồng là để cho vào cái quỹ làm nhà. Thì có nghĩa là cái mình chi tiêu đi rồi còn dư bằng đấy đúng không? Vâng. Tại vì đây anh đọc thì em không thấy phần em ghi chú ra, nên là cái này đây còn là cái thu chi nhà chi tiêu của nhà em Pó thì là vào cái trước đây ấy, thì vào ngày 11 tháng 1 năm 2022 thì là cũng trích từ cái quỹ làm nhà để mua đất cho nhà em Pó là 18 triệu đồng, thì là mua chỗ nhà của anh trai em Pó, thì quý cô bác theo dõi trên video thì cũng có thấy. Và cũng trong cái thời gian đấy là em Pó cũng không có gạo ăn này, và anh em đi hộ và nhà em Pó đào nền nhà, thì là anh em trong team vào thì cũng có mua thêm gạo với lại một số thức ăn vào cho em Pó cùng với lại bà con ăn cơm. Thì những cái khoản này thì em Dương cũng đã tổng hợp lại là cái tiền thức ăn của nhà em Pó là đi hết là tiền thức ăn của nhà em Pó với lại gạo các thứ là đã đi hết là 1.958.000 đồng. Còn một số cô bác ở đây có cô nhóm Hoa Sen Chân Như là mua gạo sữa này, nhu yếu phẩm, là cái đây là lần đầu tiên anh em trong team đi vào ấy, thì là cũng đã mua vào cho con của em Pó. Và
cô hai ở bên Mỹ thì là có mua mũ này, kẹo này, cho mua mũ kẹo là cho các cháu ở cái quanh khu nhà em Pó. Thì hôm đấy thì em Dương cũng là anh Cái cũng đã đi phát cho rồi, là tổng mua hết là 1.710.000 đồng và còn thiếu còn dư là 5.090.000 đồng thì em Dương cũng đã cho vào quỹ làm nhà. Và còn cô Thủy Trần thì là cũng có gửi tiền đến là để mua giày này, quần áo này cho gia đình của nhà em Pó. Thì hôm đấy là anh em trong team cũng đã đưa em Pó với cả gia đình của em Pó đi lên Mèo Vạc để mà mua đồ. Còn lại là 200 đô thì đã cho làm nhà, thì lúc nãy anh Ngọc cũng đã công bố rồi ạ. Còn một số như là gia đình họ Tô thì cho anh em trong team thì lúc làm tổng là đi hết 7 triệu đồng. Cô Loan Trần thì là mua xe là đi hết 10.900.000. Thì là cái khoản này thì em Dương cũng đã những cái video mà anh em đi mua xe các thứ thì cũng đã công bố trước rồi ạ. Còn đây là cái tổng chi tiêu của nhà em Pó là tổng là 180.067.000 đồng. Mua đất là đi hết 18 triệu, còn lại là 162.067.000 đồng. Mua thức ăn đi hết 1.958.000 đồng, thì còn lại là 160.109.000 đồng. Chở tiền chở vật liệu thì anh em chở vật liệu ấy thì là em Dương cũng đã tính là đi hết 8.850.000 đồng, còn dư lại là 151.259.000 đồng. Cái tiền đồ dùng nồi niêu xong chảo với lại hôm đấy là em Dương cũng có mua cả sữa với lại một ít gạo cho em Pó nữa thì là đi hết cái em phải nói rõ là cái tiền này nhá, cái tiền chở vật liệu tức là thuê bà con chở dưới đường lên cái nền nhà của nhà em Pó này đúng không? Vâng. Phải nói thế là cho các bác mới hiểu được. Và cái số tiền là đâu cái số tiền mà là ngày trước nồi niêu xong chảo ấy. Vâng. Nồi niêu xong chảo tức là ngày trước cái em Pó hai vợ chồng còn ở cái quả núi bên kia, ở trong cái nhà bạt cũ ngày xưa đấy. Cái lúc đấy thời điểm đấy là trích cái quỹ làm nhà ra để mua đúng không? Vâng ạ. Ở đấy, bởi vì lúc đấy là ở trong cái nhà bạt thì anh đấy em đấy cũng mua thêm đồ vào để cho nhà em đấy, Pó. Đó rồi, em từ cái thời đấy rồi. Vâng. Nhưng mà cái thời đấy thì là mình vẫn cứ cho vào cái quỹ làm từ cái quỹ làm nhà đi mua. Vâng. Đấy. Vậy là có cả nồi niêu xong chảo này, rồi là một thêm một ít bạt đi quay cho nhà em Pó đấy. Quý cô bác theo dõi trên video thì cũng đã thấy rồi. Là và còn dư là 149.326.000 đồng. Tiền vật liệu thì hôm nọ là có cả tiền xi măng này, gạch này và sắt này, em Dương cũng đã nhận bột đá nữa, toàn bộ là đi hết 32.001.000 đồng. Tổng còn dư lại hiện tại là 117.325.000 đồng, là cái số tiền này hiện tại là vẫn còn thiếu là tấm lợp này, rồi là đòn tay này, tét nước này, và còn một số những cái phát sinh như là nếu như mà sau này vẫn còn dư nữa thì sẽ là anh em mình chơi nguội. Vâng. Cái số tiền này là tổng bây giờ có nghĩa là đội team em Ngọc đã chi tiêu về cái số tiền đi là có nghĩa là tổng nhận được là 180.067.000 đồng. Cái số tiền chi tiêu từ trước đến giờ bây hiện tại vẫn còn dư là 117.325.000 đồng. Cái số tiền này ấy, thì là vẫn còn một vài cái vật liệu của nhà em Pó vẫn chưa mua, như là ngói này, ngói lợp này và cái đòn tay này, mà gạch cũng chưa chắc đã đủ đúng không? Vâng. Hoặc là nói chung là ở đây là cái phần vật liệu này là đội team em Ngọc đã mua hết bằng này thôi, còn cái chương trình chưa làm xong thì cũng chưa chắc chắn được là cái số tiền như này là chi tiêu như này là đã hết chưa. Cái này nó chi tiêu là tốn ở cái mấy chục triệu là như này này. Là cái phần 180 triệu này ấy, thì đã mua đất đi hết 18 triệu rồi. Thì nó trừ cái 18 triệu đi thì còn dư 162 triệu. Và mua phần thức ăn ngày trước cho gia đình em Pó đúng không? Là 1.958 ấy thì vẫn còn dư là trừ đi, là tiếp tục trừ đi thì là dư 160.000 đồng này. Cái tiền chở vật liệu tức là vật liệu là sao ạ? Là từ thuê cái bà con chở như nhà em Dính ấy, là từ cái dưới đường lộ lên cái nền nhà em Pó này, do là cái vật liệu này mình phải yêu cầu có nhiều người chở, mà bây giờ nhờ bà con cũng khó đúng không? Nhờ bây giờ mình cũng phải bỏ tiền túi ra mua thức ăn này. Rồi thì là nhờ cũng không thể nhờ người ta được ngày nào cũng nhờ được. Rồi, đúng không? Xăng, đấy cả tiền xăng này. Cho nên là mình cứ đưa ra cái phương án là mình thuê để cho nó đỡ phải phiền phức. Mà mình nhờ có nhờ người ta chỉ nhờ được 1 đến 2 buổi thôi đúng không?
mà nhờ thì cái mức độ làm của bà con sẽ không bao giờ được cái tốc độ làm nó sẽ là như thuê. Đấy, kiểu dạng như thế cho quý vị hiểu. Là vẫn còn dư là 151 triệu đấy. Còn cái dùng đồ dùng nồi nia xong chảo mọi thứ tất tật tật ngày trước là cái đồ dùng gọi là từ cái nhà cũ người cái nhà bạt nhà em ở cái trước đằng sau núi đúng không? Cái đấy, đây số tiền này là trừ đi 1.933.000 là vẫn còn dư ra 149 triệu đó. Cái tiền vật liệu là tổng bây giờ đã mua vào cái vật liệu để làm nhà em bó là 32.001.000. Cái vật liệu như thế là mua vẫn chưa đủ đâu ạ. Tức là mình làm đến đâu mình mua đến đó. Thì gạch thì có rồi này. Nhưng mà chưa chắc đã đủ đúng không? Bột thì mình cứ áng chừng bằng đấy rồi nhưng mà chưa chắc đã đủ này. Xi măng này. Có rồi nhưng chưa chắc đủ, có thể là mình còn phát sinh ra cái gì đấy mình sẽ mua thêm. Đấy, còn dư còn lại tổng tất chi tiêu đi hết từ A đến Z từ cái đầu hoàn cảnh đến giờ có nghĩa là từ lúc thời điểm mà còn ở nhà bà đến giờ vẫn còn dư là 117.325.000 đồng. Cái số tiền này là sau khi làm chương trình nhà em ấy thì là chắc chắn là nó sẽ không dư được cái này nữa. Do là bây giờ ngói tấm lợp polo anh chưa mua này, dạ, đúng không? Dạ. Là vẫn sử dụng số tiền này này, đòn tay anh chưa mua này. Vâng. Và cửa, tiền cửa chưa có này. Dạ. Tiền tét nước và cái đồ đồ dùng kiểu như là đồ điện nước chưa có này, coi như là bệt rồi thì là ống nước mọi thứ chưa có này, đúng không? Dạ, còn đấy. Tiền cho anh thợ làm. Tiền công thợ nữa này. Tiền công đấy. Thợ cho nên là cái số tiền này vẫn còn trừ cái khoản đấy đi nữa. Sau này là thừa thiếu bao nhiêu mình mới biết được. Dạ. Đấy, thì em Ngọc đã điểm lại như này thì em Ngọc cũng xin công khai lên các danh sách của các cô bác mạnh thường quân là như vậy, là em cũng xin công khai là số tiền đã chi tiêu đi như vậy là tổng bây giờ còn dư cái quỹ của nhà em có là 117.325.000 đồng. Cái số tiền này thì tiếp tục là những cái hôm nào là mua vật liệu vào thì anh Ngọc sẽ là bàn tiếp tục bàn giao cho em Dương là nhận là cái hôm đó là mua hết bao nhiêu là tiếp tục lấy cái tổng 117.325.000 này là trừ đi cái số để mình mua luôn. Bây giờ mình cứ tính như này để là vừa hết chương trình mà vừa công khai tài chính xong để tránh trường hợp là sau này là hết cây công trình rồi mình mới lại tổng lại một lần từ đầu đến cuối nó rất là mất thời gian là một. Hai nữa là cái tính minh bạch nó không cao. Bây giờ em Ngọc sẽ là làm cái kiểu dạng như này thì là coi như là mua đến đâu cái tài chính là mình cái công khai đến đó để có cái độ tính minh bạch nó cao hơn. Còn cái vật liệu ấy thì là cái số mua hết đây. Đây à? Vâng. Ở đây thì em Ngọc cũng xin đọc qua một lần là cái số phần vật liệu của gia đình. Từ đầu đến cuối là mua đất là 18 triệu này. Mình sẽ tính chi tiết ra cái số tiền đúng không? Vâng. Là mua đất là hết 18 triệu này đúng không? Vâng. Xi măng là hết 7.875.000 đồng. Gạch là 12.800.000 đồng. Sắt 6 là 1.200.000 đồng. Sắt phi mè 2 là 2.352.000 đồng. Bột sỏi là 6.750.000 đồng. Sắt phi 10 là 1.002.000 đồng. 1.024.000 đồng. Số tiền là tổng chi tiêu cái ở cái chỗ bảng em Ngọc vừa đọc xong này là 50.001.000 đồng. Đấy, đấy là số cái tiền mua vật liệu đấy không? Vâng. Đúng không? Và vật liệu và mua đất. Vâng. Và cái số xi măng này thì cũng em Dương cũng thưa với quý cô bác là ngày trước ấy thì là cái chỗ nhà dính thì cái số xi măng là dùng đi hết tổng cộng là 105 bao. Thì em Dương cũng cân bởi vì là cái diện tích của nhà của em Pó thì cũng bằng giống như nhà của em Dính thì em Dương cũng mua là 105 bao. Tuy nhiên là hôm trước thì em Dương cũng có lấy về là 60 bao và còn lại là 45 bao ấy thì hôm trước và em Dương cũng đã nhờ em Pó đến đi đếm lại nhiều lần cái số xi thì vẫn còn thừa lại của nhà em Dính là 45 bao là em Dương sẽ lấy cái phần xi của nhà em Dính đấy sẽ đắp vào cái chỗ nhà xi nhà em Pó và cái số tiền 45 bao đấy là cũng sẽ là lấy cái tiền của nhà của em Pó chứ không phải là lấy vẫn trừ cái tiền của nhà em Dính ạ. Nên là quý cô bác hãy yên tâm ạ. Có nghĩa là bây giờ này, có nghĩa là ngày trước ấy thì là cái số xi măng thì em đội team em Ngọc cũng tính là đằng nào cũng làm đến nhà em Pó là cái số xi măng ngày trước là mua là cái số lượng nó nhiều hơn cái số 105 bao của nhà em Dính này. Là em có nghĩa là mình làm đến đâu mình tính tiền đến đó. Ngày trước là mua là tổng là 100 cái vừa nãy là 45 bao đúng không? Vâng. Là 105 bao là tổng mua một là 150 bao đúng không?
Vâng, 150 đấy, ngày xưa là mua lên đây tổng là 150 bao. Là có nghĩa là mình cũng tính là làm đằng nào cũng làm nhà em pó thừa thì mình lấy qua chương trình nhà em pó. Cái số tiền mua xi này ấy, sẽ được trích là như này, có nghĩa là nhà em dính là tổng hết 105 bao thì mình chỉ là tính tiền 105 bao thôi, còn 45 bao mình sẽ là lấy cái quỹ của nhà em pó trừ vào cái số 45 bao đó, có nghĩa là làm nhà nào làm hết bao nhiêu bao thì tính tiền bằng lấy bao, chứ quý vị cứ yên tâm là cái số thừa đấy chứ không phải là tiền của nhà em tính đâu ạ. Thừa đấy là thừa, còn lại là lấy qua nhà em pó. Có nghĩa là ngày xưa mình mua là 150 bao, còn như chỉ tính 105 bao là của nhà em tính thôi đúng không? Vâng. Còn 45 bao còn lại là tính nhà em pó, nói thế để cho cô các bác hiểu. Không lại bảo là thấy là cái đấu xi thừa đó là không dùng đến hay là như nào đó thì nó rất là khó. Đấy, anh em mình phải nói trao đổi, vâng, nó thẳng thắn rõ ràng như vậy. Đấy, em có lời nào cảm ơn này cô bác không? Có. Em xin chân thành gửi lời cảm ơn tới tất cả mọi người đã có tấm lòng yêu thương và luôn luôn quan tâm đến gia đình. Em gửi cái số tiền này về làm nhà của em cũng không phải là ít, quá là nhiều luôn. 180 triệu thì em từ nhỏ đến giờ em còn chưa từ thấy 180 triệu trong tay. Em đi lập ở bên Trung Quốc cũng không bao giờ được 180 triệu, cũng rất là nhiều. Và em rất là cảm ơn tới tất cả mọi người, các anh các chị và có tấm lòng rất là tốt và rất là yêu thương ạ. Và em chúc các anh các chị và các bác các cô có nhiều sức khỏe và thành công cuộc sống, và ông bà sẽ gặp được nhiều may mắn và có nhiều sức khỏe, và các ông các bà đã già rồi thì sẽ có sức khỏe và sống lâu năm để mà được xem các cháu ạ. Và nhân đây thì anh Ngọc cũng có xin thay mặt cho gia đình và tất cả các anh em trong team và sắc dân tộc cũng có chân thành cảm ơn đến tất cả các cô bác trong thời gian qua đã luôn quan tâm theo dõi, và đặc biệt là đã cùng đồng hành với cả team của bản sắc dân tộc. Còn bây giờ khả năng là cái thời lượng video cũng khá là dài rồi, thì chắc có lẽ thì em Ngọc cũng xin chào hẹn gặp quý vị ở những cái video tiếp theo.